Rồi còn chào tất cả anh chị nha. Anh chị thấy hồi đó giờ ai mua xe mà đưa đủ tiền mà không chịu lấy xe về, thậm chí cũng không đi ngày nào không anh chị? Chiếc xe này là một điển hình nè. Cái xe này á, câu chuyện nó là như vậy nè. Cách đây 4 tháng trước là Ngọt có bán cái xe này cho một người anh ở bên Mỹ. Ảnh là Việt Kiều Mỹ nha anh chị. Ảnh mua xong ảnh đưa đủ tiền cho em luôn, mà ảnh vẫn gửi nhà của em. Tính tới nay là 4 tháng ảnh không chạy ngày nào luôn. Ảnh nói Ngọt cứ giữ giùm anh, khi nào về Việt Nam anh sẽ lấy ra anh chạy. Nhưng mà chưa kịp về tới Việt Nam nữa anh chị. Ngày hôm nay á, ảnh đang cần tiền để mà ảnh mua miếng đất về ở Long An á. Cho nên ảnh nhờ Ngọt, cái này là ảnh nhờ Ngọt nha, đăng lên bán lại giùm ảnh, ảnh chấp nhận lỗ tiền trong đó. Đó, Ngọt có sao là Ngọt nói vậy à. Cái gì Ngọt đăng lên giùm người ta thì Ngọt sẽ nói là Ngọt đăng lên giùm ảnh. Cái xe này chính Ngọt bán ra, nhưng mà ngày hôm nay Ngọt cũng đăng lên bán giùm ảnh luôn. Đó, ảnh chấp nhận lỗ trong đó luôn nha anh chị. Đó, thì mình đăng giá công khai, tất nhiên ảnh cũng sẽ biết, ảnh cũng sẽ coi cái clip này, ảnh sẽ biết mình bán giá bao nhiêu luôn nha. Cho nên mình không có kê một đồng nào ở trong đây hết, mình chỉ đăng lên bán giùm ảnh thôi. Ảnh mong muốn giá như thế nào thì mình sẽ báo giá với anh chị là như vậy ha. Rồi mình giới thiệu một chút xíu nha. Cái xe này là Vespa Spring, nhập Ý, đời số máy là 011 đầu. Đó, xe hải quan chính ngạch nha. Cái xe này á, là được chọn full mới lại hết từ bên trong ra bên ngoài. Hồi trước á, là Ngọt mua ngay chủ xe, người ta dọn full mới lại hết từ bên trong ra tới bên ngoài luôn. Nước sơn là đẹp long lanh không tì vết nha anh chị. Xe không một vết chày luôn á. Anh chị thấy không, ảnh gửi xe ở nhà Ngọt nhưng mà Ngọt giữ gìn cái xe rất là kỹ nha. Đó, còn long lanh như mới luôn, không một vết chày luôn. Đó, thì cái xe này dọn full mới, tức nghĩa là dọn từ bên trong ra tới bên ngoài cả máy móc luôn, làm full lại hết nha anh chị. Đó, thì bây giờ Ngọt quay tổng thể một vòng xong nha, mình sẽ vô chi tiết từng phần ha. Đây, đó, thì mình sẽ báo giá công khai đầu clip luôn. Cái xe này á, hồi trước á, cái tay 4 tháng trước á, là Ngọt bán rảnh là giá 75 triệu, nhưng mà ngày hôm nay ảnh mong muốn ảnh bán lại cái giá là 69 triệu, tức nghĩa là ảnh đã tự động ảnh lỗ 6 triệu ở trong đó rồi anh chị. Đó, 6 triệu ở trong đó. Anh chị nào mà ngay bây giờ mà mua được con xe này nè mới là hay nè anh chị, mới là ngon nè, tiết kiệm được một khoản chi phí. Đó, tại vì xe người ta đâu có chạy ngày nào đâu anh chị. Đó, nó còn như mới vậy đó. Đó, long lanh luôn, không tì vết nè. Đó, càng zin luôn nè. Đó, chữ zin luôn nè. Nói chung á, cái xe dọn mới mà với cái tầm tiền này anh chị, gọi là giá nó tầm khoảng giá tầm trung một chút xíu thôi, nhưng mà được cái xe sạch sẽ, máy móc rất là ngon anh chị. Mà cái là xe này là không chính chủ nha, biển 4 số thành phố, không chính chủ. Mình nhắc lại nha, xe này chủ qua quá nhiều đời rồi anh chị, cho nên bây giờ mình bán với dạng là bao tranh chấp. Mình viết giấy cửa hàng bao tranh chấp toàn quốc cho anh chị. Mình đã check hồ sơ gốc này nọ hết rồi, xe đầy đủ gốc luôn rồi. Số khung số máy là zin nguyên bản nha. Để Ngọt quay cái số khung cho anh chị coi nè. Làm gì làm, số khung số máy phải zin nguyên bản, mặc dù xe không chính chủ đi chăng nữa. Đó, anh chị thấy không, số cực kỳ rõ nét luôn nè. Đó, 011 đầu nè. Đó, dọn full mới từ bên trong ra tới bên ngoài luôn nè anh chị, thấy không. Đó, đây nè số máy nè. Để Ngọt quay, không biết anh chị thấy cái số máy không nữa. Đây, Ngọt quay số máy cho anh chị coi. Đây nè, đó, 011 đầu nè. Đó, số máy zin luôn nè. Đó, số khung số máy zin nguyên bản ha. Đó, sàn nè anh chị. Xe hồi nãy Ngọt mới đi rửa về luôn, để mà Ngọt đăng bán lại giùm ảnh nè. Đó, còn dính nước luôn nè. Rồi ha, đây, giò đạp zin luôn nè, cục máy nè anh chị. Đó, cục sau là người ta thay zin hàng mới luôn nha. Đó, cục máy nè, sạch sẽ cực kỳ luôn nè. Đó, mới từ bên trong ra tới bên ngoài luôn. Vỏ này vỏ ruột cũng thay mới luôn nha. Nói chung là cái xe này anh chị về là chỉ có đi thôi, đâu có tốn tiền làm gì nữa đâu. Đó, bánh trước bánh sau vỏ ruột sau thay mới hết. Đó, chiến đèn zin luôn nè. Đó, có chữ phi em nè, chiến đèn zin luôn nè. Rồi, nói chung tầm giá này thì nó chỉ là đồ zin cơ bản kết hợp với một số đồ mới thôi anh chị, chứ không phải là đồ zin tất cả hoàn toàn. Tại vì Ngọt từng bán những cái con Spring này mà giá 200 mấy 300 triệu mới đủ đồ zin hết nha anh chị. Còn với tầm giá này rất là hợp túi tiền mà rất là dễ chơi. Tay thắng zin luôn nè. Đó, tay thắng zin nè, ốc tay thắng zin nè. Đó, hai bên nè. Nè, công tắc zin luôn nè. Đó, xe sạch sẽ lắm anh chị ơi. Rồi, ok, thì bây giờ Ngọt vô Ngọt nổ máy ha, cho anh chị nghe tiếng máy nha. Rồi, bây giờ Ngọt vô Ngọt nổ máy ha. Đây nè, đạp một cái mà không cần lên ga luôn. Tại vì cái tay này mình đang cầm điện thoại rồi, còn tay này mình để không nè. Đó, nhấn cái là nổ.
Trời ơi, cục máy mới làm anh chị, cục máy mới làm á, cho nên cái dàn hơi nó còn chắc anh chị, cho nên đạp cái gò đạp nó hơi nặng nè. Đó. Cái xe này cục máy là chưa có chạy rô đai luôn nha. Cái số phận xe này là hình như là nó chỉ nằm trong nhà thôi anh chị. Cái lúc mà em mua cái chủ mà người ta dọn sẵn như vậy á, người ta cũng không chạy luôn, người ta dọn xong người ta để chân, người ta để chân trong nhà luôn anh chị. Cho nên cục máy nó còn chưa hết rô đai luôn nha. Anh chị nào mà về anh chị phải chạy rô đai nữa, cục máy nó mới nhẹ nữa nha anh chị. Cho anh chị nghe tiếng bồ găng ti từng tiếng luôn. À, đèn lên luôn nè, đó. Kèn coi, thử kèn đó. Đó, kèn lên luôn nè anh chị, đó. Tại vì xe này nó vẫn còn xài vít lửa nha anh chị. Vẫn còn xài vít lửa ha. Cho nên cái kèn á, khi mà mình lên ga cao á thì nó mới kêu lớn, nó không phải xài điện bình như mấy xe mà IC sau này nó xài điện bình đâu anh chị. Đó, vẫn còn xài vít lửa zin luôn. Rồi ok, thì bây giờ Ngọt vô Ngọt báo lại giá ha. Rồi bây giờ em sẽ vô em báo giá nha. Mình nhắc lại nha, cái xe này là Ngọt đăng bán giùm ông anh ở bên Mỹ. Ảnh chưa có chạy ngày nào luôn, ảnh mua xe của Ngọt đó. Thì nay ảnh mong muốn bán lại cái giá là 69 triệu. Trước đó 4 tháng trước là Ngọt bán cái xe này với giá là 75 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị mua cái xe này, anh chị tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn, tiết kiệm được 6 triệu. Đó, do khách người ta đang cần tiền, ảnh mua miếng đất ở Long An gì đó anh chị. Nói chung là chuyện cá nhân thì ảnh chia sẻ vậy thì mình chỉ biết vậy thôi. Đó, ảnh mua miếng đất đó thì bây giờ ảnh cần bán cái xe này lại với giá là 69 triệu. Cái giá này là mình bán giùm ảnh nha, mình đăng clip công khai lên, giá công khai, mình không có kê 1.000 nào trong đây hết nha. Anh có coi được thì anh cũng hiểu em tính em như thế nào, đúng không anh? Đó, cho nên đó, anh chị nào yêu mến thì liên hệ cho em, số điện thoại em 0393399939 nha. Nhắc lại nha, xe này được dọn full mới hết rồi, hải quan chính ngạch, 09 chủ, biển số thành phố 461 đời chủ nha. 09 chủ, em bán em bao tranh chấp toàn quốc cho anh chị, số khung số máy là zin nguyên bản. Làm gì thì làm, xe 09 chủ đi chăng nữa, bên em bán đều là số khung số máy phải zin nguyên bản nha. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.